Những phụ kiện cần thiết cho chú rể vào ngày cưới. Đôi lúc mọi người nghĩ rằng chỉ những thứ như bộ đồ vest cưới, kiểu tóc trong ngày cưới là những điều quan trọng, đặc biệt phải lưu tâm, mà quên mất những món phụ kiện cưới cũng chính là yếu tố giúp chú rể tự tin và tỏa sáng hơn. 1. Cà vạt hoặc nơ. Tùy theo gu thời trang và tổng thể bộ trang phục cưới của từng chú rể mà có thể chọn cà vạt hoặc nơ bướm đi kèm. Nếu chú rể là người thích phong cách cổ điển, trang trọng, lịch sự thì cà vạt là món đồ không thể phù hợp hơn. Hoặc chú rể là người ưa thích sự trẻ trung nhưng vẫn trang nhã thì một chiếc nơ là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, chất liệu và màu sắc của phụ kiện này phải phù hợp với bộ lễ phục cưới và hòa hợp với cô dâu. Khuy măng xét. Một chi tiết rất nhỏ trong toàn bộ trang phục của chú rể nhưng lại cực kỳ đắt giá chính là khuy măng xét. Chúng giấu mình nơi vai áo hoặc tay áo vest của chú rể để tạo điểm nhấn và thể hiện sự trang trọng, thời thượng của người sử dụng. Vậy nên các chú rể không nên bỏ qua món phụ kiện hoàn hảo này trong ngày cưới. Hoa cài áo. Món đồ trang trí không thể thiếu cho chú rể trong ngày trọng đại tiếp theo chính là hoa cài áo. Loại hoa này phải đồng điệu với bó hoa cầm tay của cô dâu. Đặc điểm của hoa cài áo chú rể đó là phải có kích thước vừa phải, nhẹ nhàng chứ không lòe loẹt. Khăn tay. Khăn tay và cà vạt luôn là một bộ đôi kinh điển thường được các chú rể lựa chọn trong ngày cưới. Nếu như ở trên, các chú rể chọn cà vạt thay vì nơ, thì hãy sắm thêm cả một chiếc khăn tay cài áo để giúp bộ vest trở nên hoàn chỉnh và lịch lãm hơn. Nhưng chú rể nên chú ý đến màu sắc của khăn để có được sự hài hòa và sang trọng. Đồng hồ. Trong khi cô dâu có rất nhiều trang sức trên người thì chú rể chỉ có chiếc nhẫn cưới và chiếc đồng hồ là hai món trang sức quý giá và lịch lãm nhất. Nhất là một chiếc đồng hồ có giá trị sẽ là phụ kiện cưới sang trọng giúp chủ tiệc toát lên vẻ quý phái của mình. Thắt lưng. Thường thì những chiếc thắt lưng sẽ là món đồ giúp chú rể cân bằng tổng thể trang phục. Tuy nhiên, các chú rể nên chọn những mẫu thắt lưng trang nhã và phù hợp với bộ vest của mình. Giày cưới. Cuối cùng, món phụ kiện quan trọng nhất đối với chú rể trong lễ kết hôn của mình chính là một đôi giày cưới đẹp và thoải mái. Trong các mẫu giày cưới nam đẹp thì được ưa chuộng nhiều hơn cả chính là dòng giày Oxford và Derby. Nếu các chú rể vẫn còn đang băn khoăn chưa biết mua giày cưới ở đâu đẹp và phù hợp thì hãy tìm những thương hiệu uy tín được nhiều người tiêu dùng đánh giá và lựa chọn nhiều. Hy vọng những người đàn ông sắp trở thành chú rể sẽ chuẩn bị đầy đủ cho mình những món phụ kiện quan trọng trong ngày cưới.